tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ nạn nhân Lê Thị Thùy Linh sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn, tối 19 tháng 2, Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã xác định và bắt giữ nghi phạm là HMH sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang. Thi thể nạn nhân trước đó được phát hiện tại một ngôi nhà cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy về vấn đề chưa tiết lộ danh tính thật sự của nghi phạm tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp khi nêu quan điểm về vụ án trên cho rằng việc tìm thấy thi thể cô gái mất tích trên là thông tin gây sốc cho gia đình nạn nhân và khiến dư luận bất an khi thời gian qua xảy ra một số vụ việc nạn nhân nữ mất tích do bị sát hại có thể vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính chi tiết của nghi phạm này là hợp lý và cần thiết các thông tin liên quan đến vụ việc Vụ án trong giai đoạn xác minh tin báo và trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là những thông tin mật, tùy vào tính chất của sự việc mà cơ quan điều tra có thể thông báo công khai đến báo chí, dư luận những mức độ thông tin cần thiết ở những thời điểm cần thiết. Cơ quan điều tra sẽ cân nhắc thông tin công khai về danh tính của hung thủ ở thời điểm cần thiết khi đã xác định rõ hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội. Về cơ bản đã làm rõ danh tính của các đồng phạm khác. Nạn nhân là nữ còn trẻ tuổi, cần xác định xem trên cơ thể nạn nhân có dấu vết bị tấn công, bị xâm hại tình dục hay không để xác định xem có nguyên nhân là động cơ cũng như dấu hiệu phạm tội về hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trong căn hộ chung cư cho một người khác thuê. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà, nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội, sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân, qua đó xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác, cho đến khi nạn nhân bị sát hại. Việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ gây án sẽ phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thủ án, có thể vì muốn cướp tài sản, hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân với những vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy thông thường đối tượng gây án sẽ bị xử lý về tội danh là giết người cướp tài sản hoặc giết người hiếp dâm cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật dù là nguyên nhân nào chăng nữa thì hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ là hành vi quá tàn nhẫn không có tính nhân đạo, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy, đối tượng gây án sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.